tiểu sử của Đức Giám mục Tân Cử Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Giám mục chính tòa giáo phận Ba Mê thuộc. Kính thưa cộng đoàn, sáng ngày 13 tháng 7 năm 2024, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc thuộc linh mục đoàn giáo phận Ba Mê thuộc làm giám mục chính tòa giáo phận Ba Mê thuộc. Giáo phận Ba Mê thuộc trọng tòa từ ngày 19 tháng 3 năm 2022, khi Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bạc được bổ nhiệm và tuyên chuyển đến làm giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng. Đức Giám mục Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc sinh ngày 15 tháng 10 năm 1967 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thuộc giáo xứ Châu Sơn, giáo phận Ba Mê thuộc. Từ năm 1993 đến năm 1999, Ngài tu học tại Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. Ngày 1 tháng 3 năm 2000, Ngài được Đức Cha Giuse Trịnh Chính trực phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa giáo phận Ba Mê thuộc, thuộc thành viên linh mục đoàn giáo phận Ba Mê thuộc. Từ năm 2000 đến năm 2001, Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc được bổ nhiệm làm linh mục phó sứ giáo xứ Phước Long thuộc giáo hạt Phước Long. Từ năm 2001 đến năm 2007, Ngài là linh mục quản sứ Phước Long, kiêm quản nhiệm giáo xứ Đức Hạnh, giáo xứ Nhân Hòa và giáo xứ Sông Bé, quản nhiệm giáo họ Biệt Lập Đặc Ân, giáo họ Sơn Giang, giáo họ Sơn Long, giáo họ Phú Văn và giáo họ Khắc Quang. Từ năm 2007 đến năm 2010, Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc làm linh mục quản sứ Phước Long thuộc giáo hạt Phước Long, kiêm quản nhiệm trung tâm hành hương Đức Mẹ Thạc Mơ. Từ năm 2010 đến năm 2012, Ngài du học tại Institute for Consecrated Life in Asia, Philippines, tốt nghiệp học vị thạc sĩ truyền giáo. Từ năm 2012 đến năm 2014, Ngài du học tại Don Bosco Center of Studies, Philippines, tốt nghiệp học vị thạc sĩ huấn giáo. Từ năm 2014 đến nay, Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc làm trưởng ban giáo lý giáo phận Ba Mê thuộc, đồng thời là giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Ba Mê thuộc, thành viên ban tư vấn giáo phận Ba Mê thuộc. Từ năm 2017 đến nay, Ngài là trưởng ban giáo lý giáo tỉnh Huế, đồng thời là phó ban giáo lý toàn quốc. Ngày 13 tháng 7 năm 2024, Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Ba Mê thuộc. Sau đây là bài giảng của Đức Cha Tân Cử Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc trong thánh lễ truyền tin khi Ngài đang đảm nhiệm chức giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Ba Mê thuộc. Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi. Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đứng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 6 tháng.
người mà thiên hạ gọi là son sẻ và không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền và thiên thần cáo biệt bạn. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta vừa nghe một câu chuyện nói về sự hiệp hành. Qua câu chuyện giữa thiên thần Gabriel và Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta thấy các cái bước quan trọng trong hiệp hành, gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe và thực thi. Thiên thần đã đến nhà Đức Trinh Nữ Maria và khởi đầu đối thoại bằng một lời chào. Lời chào này không đơn giản là một trời lời chào xã giao, mà là một lời khẳng định về tình trạng ân sủng của Đức Trinh Nữ Maria, kính chào bà đầy ân sủng. Kèm theo đó là một lời loan báo về việc sinh hạ Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa mời gọi mẹ Maria cộng tác. Và chúng ta thấy không phải mẹ là một người nhẹ dạ cả tin, nghe là nhận ngay. Cũng phải chẳng phải mẹ là một người chối từ trực tiếp, mà mẹ có một chút rợn lên của sự bối rối và đi vào cuộc đối thoại thực sự. Thiên thần đã nhắc lại lời khẳng định đó bằng việc giải thích đây chính là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và cuộc tiếp tục đối thoại đi sâu hơn nữa vào trong cách mà thiên thần đối thoại là Ngài minh chứng bằng một trường hợp cụ thể, và đó là câu chuyện bà Elizabeth đã già rồi nhưng mà vẫn có thể mang thai như một cách bình thường. Và cho đến khi mà thiên thần đúc kết tất cả những lời giải thích của mình bằng một câu ngắn gọn với lời khẳng định không có việc gì mà Chúa không làm được, thì Đức Maria mới nói lời Fiat xin vâng. Như vậy chúng ta thấy Thiên Chúa không áp đặt, Thiên Chúa không triệt tiêu sự tự do của con người trước lời mời gọi của Ngài, nhưng mà Thiên Chúa cho con người đối thoại để con người tự do đáp trả lời mời gọi. Vậy chúng ta cảm nhận gì về lời Fiat xin vâng của mẹ? Chắc chắn đây là một lời mời gọi toát lên một niềm tin sống động, vì mẹ tin rằng không có việc gì mà Chúa không làm được. Lời Fiat xin vâng của mẹ cũng diễn tả trọn vẹn thái độ tin thác nơi Thiên Chúa, dấu cho mẹ đã có một kế hoạch riêng cho mình, đó là giữ mình đồng trinh. Nhưng mà khi Chúa mời gọi mẹ cộng tác thì mẹ sẵn sàng dẹp bỏ cái chương trình riêng của mình để hành động theo thánh ý Chúa. Rồi chính lời Fiat xin vâng của mẹ, mẹ đã chấp nhận cộng tác với Chúa để làm cho Chúa Giêsu được sinh hạ vào thế gian ở cùng chúng ta. Vậy chúng ta học được bài học gì qua sứ điệp của bài tin mừng cũng như các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa hôm nay? Đó là trên tất cả phải là thánh ý Chúa. Ngày hôm nay chúng ta vẫn được Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta cộng tác một cách nào đó vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Như ngày xưa, mẹ đã sẵn sàng rộng mở tâm hồn để cưu mang Chúa Giêsu trong thân xác của mình. Ngày hôm nay, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được cứu mang Chúa ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, và đặc biệt ngày chúng ta đón nhận bí tích thánh thể. Chúng ta được mời gọi xét lại đời sống của chúng ta theo mẫu gương Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta có sẵn sàng cộng tác với Chúa và ý thức sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn để mang Chúa đến cho người khác, như mẹ đã mang Chúa đến cho Gioan Tẩy Giả và gia đình Zacharia. Chúa rất cần chúng ta cộng tác với Ngài
để làm cho Chúa được tiếp tục sinh hà trong lòng người nhân thế hôm nay. Chúng ta có can đảm để nói lời Fiat xin vâng trước lời mời gọi của Chúa không? Như xưa mẹ đã sẵn sàng để trở nên phương tiện mang Chúa đến cho mọi người, ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi trở nên những người, những phương thế và phương tiện để mang Chúa đến cho người khác. Chúa rất cần đôi tay, trái tim và con người của chúng ta nữa, tất cả để làm nên khí cụ mang Chúa đến cho người khác. Chúng ta có dám can đảm và sẵn sàng đáp trả như mẹ đã đáp trả, để rồi chúng ta buông cuộc đời mình theo thánh ý Chúa. Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Đó là một thách đố không nhỏ đối với chúng ta. Trong ngày mừng lễ truyền tin, đây chính là một biến cố quan trọng đánh dấu thế giới lịch sử nhân loại bước sang một trang sử mới. Trời đất nay được giao hòa. Thiên Chúa đã làm người ở giữa chúng ta để chung chia phận người, và lời hứa cứu độ ngàn xưa đã được thực hiện trong lời Fiat xin vâng của mẹ. Chúng ta có sẵn sàng tiếp tục để làm cho Chúa được sinh hà trong nhân thế này khi chúng ta mang trên mình một tên gọi Kitô hữu, nghĩa là người có Chúa Kitô. Có Chúa Kitô không có nghĩa là giữ lại Chúa Kitô cho mình, mà chia sẻ Chúa Kitô cho người khác. Chính vì vậy mà mỗi khi chúng ta rước lễ và kết thúc thánh lễ, không phải là chúng ta về nhà, mà chúng ta lên đường mang niềm vui ơn cứu độ mang Chúa đến cho người khác. Vậy ước gì trong thánh lễ này và qua biến cố mừng lễ Đức Mẹ đón nhận lời truyền tin hôm nay, chúng ta xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ cho chúng ta, mỗi người chúng ta biết tiếp tục đáp trả lời mời gọi của Chúa trong sự cộng tác vào chương trình cứu độ một cách quyết liệt và tích cực, để chúng ta làm cho Chúa đến cho mọi người. Và xin cho chúng ta có một lòng tin mạnh mẽ, sống động và một sự tín thác khiêm nhường tuyệt vời như mẹ, để chúng ta cũng sẵn sàng đáp trả lời Fiat xin vâng trong mọi biến cố cuộc đời của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta đang trở thành hòa ảnh sống động của mẹ Maria trong thời đại hôm nay, và chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ mang lại niềm vui cho mình và cho người khác. Kính thưa cộng đoàn, như vậy Đức Giả Mục Tân Cử Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc năm nay đã tròn 57 tuổi với 24 năm linh mục. Chúng ta cùng chúc mừng và hiệp ý cầu nguyện cho Ngài trong sự vụ mới. Trên đây là những thông tin khái quát về tiểu sử Đức Giả Mục Tân Cử Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, được tổng hợp từ một số nguồn tư liệu khác nhau, chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh. Xin cộng đoàn vui lòng chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem và đăng ký kênh để đón nhận và theo dõi các video mới nhất của chúng con.